Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Mục đích của người tu hành là thành Phật. Vì lẽ gì ta tu đạo? Vì ta muốn thành Phật. Thành Phật bằng cách nào? Bước đầu là tránh làm điều ác, nguyện làm các việc thiện. Kế đến là chuyên cần tu giới định huệ, dập tắt tham sân si. Tiến lên bước nữa, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Vì các lẽ ấy, khi chưa thành Phật, người tu phải chọn con đường sáng sủa, quang đãng mà đi. Cho nên vì mưu đồ quanh co, tìm con đường tắt gặp ghềnh mà quý vị sẽ bị lạc hướng. Xin hãy lưu ý, hãy cẩn thận. Người tu hành chân chánh cứ y theo pháp mà tu tập, không ngại khổ, không sợ khó, mạnh dạn nhân thân, tới thẳng Phật quả. Có câu nói như sau, mai chày thép thành kim khâu, công đủ tự nhiên thành. Dụng công cho đến mức độ cực điểm, tự nhiên quý vị sẽ thành Phật. Còn như tự phô trương mình tài giỏi, tự khoe khoang mình cách đức hạnh, thì những người có tư tưởng như vậy chẳng bao giờ thành Phật được. Khi nào ngũ nhãn được khai mở, quý vị sẽ thấy chư Phật mười phương tu hành như thế nào mà thành Phật quả. Quý vị có thể thấy chư Bồ Tát mười phương tu hành cách nào mà được quả Bồ Tát. Quý vị có thể thấy mười phương A-la-hán đã dụng công ra sao để tới quả A-la-hán. Quý vị chỉ nhìn thoáng qua sẽ nhận được ngay các cảnh giới đó. Người đã mở được ngũ nhãn, chỉ trong một niệm là có thể thông đạt rõ ràng tất cả pháp Phật thuyết trong tâm tạng giáo điển và hiểu rõ thực tướng cả pháp. Bài kệ Tam Quy Y nói rằng, từ quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quy y Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Từ quy y Tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nếu ai có thể thâm nhập kinh tạng và có trí huệ như biển, thì lúc đó không có gì là y không thông suốt, không có chi là y không hiểu rõ, không có chuyện gì y không biết, không có chỗ nào mà y không thấy. Đó chính là sự khai ngộ triệt để. Chớ bám víu vào những chuyện nhỏ nhặt mà để lỡ mất đại sự. Chớ tham chấp những cảnh giới tâm thường, để cho trí huệ đại viên cánh trí sẵn có của mình bị che mờ. Vì làm như vậy thì quý vị không thể thâm nhập kinh tạng và không có trí huệ như hải. Người có đại trí huệ thì tuyệt đối không tham những cảnh giới nhỏ nhoai. Bởi những ai ao ước những cảnh giới đó, tức là họ không phân biệt được giữa chân và giả. Họ ngộ nhận vàng là thâu, coi thâu là vàng ròng, thậm chí họ thích có một mảnh pha lê hơn là một viên kim cương lóng lánh. Tại sao vậy? Vì họ không phân biệt được đâu là thiệt, đâu là giả. Người tu đạo phải có chánh tri chánh kiến, quý vị không được nhầm lẫn. Cho phải là trái, quý vị phải phân biệt cho rõ ràng giữa đen và trắng. Tránh nhận lầm mắt cá với hạt châu. Người tu đạo không thể ồ ồ cạc cạc như vịt nghe sấm, vì rằng với tà tri tà kiến thì vĩnh viễn quý vị chẳng thể thành Phật nặng. Như thế nào là có chánh tri chánh kiến? Nói một cách đơn giản, nếu chúng ta gạt bỏ ba độc tham sân si trong tâm, khiến cho thân tâm thanh tịnh, thì trí huệ sẽ hiển bày. Chúng ta có thể chiếu sáng, làm cho sự đen tối của vô minh tan biến, phiền não được diệt trừ, tới được cảnh giới này chúng ta sẽ chứng quả. Tôi mong rằng quý vị hãy hướng tới mục tiêu đó mà tinh tấn tu hành. Ha ha ha, 问什么的说